Hôm nay mình đi chợ, mình vô tình gặp người ta bán lươn và ếch, mình sẽ mua nó và phóng sanh nó về với thiên nhiên nha các bạn. Cô tên là Hồ Thị Thanh Trân và Nguyễn Văn Lợi. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 âm lịch. Mình vô tình đi ngang qua chỗ mớ lương với lại ớt, thì tôi nguyện cho những chúng sinh tôi chuộc mà sinh như kia tôi khởi một niệm quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không được đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sinh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Đa Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đan Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ La Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Ni Già Di Nị Già Già Na Kỷ Đa Ca Lệ Ta Bà He. Nam mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đan Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà He. Nam mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đan Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà He. Dạ, con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới chú phổ tam đồ. Nếu có ai nghi thói điều khác làm bồ đề hết một thân báo này đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đi đây đi đi con. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đi đi. Đi đi ở đây đi. Đi đi để người ta bắt đi đi. Đi đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Này những chú ớt, hãy theo con như theo tôi khởi một niệm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Này các vị ớt, hãy nghe tiêu tôi khởi một niệm quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục,
quy y pháp không lọ, ngạ quỷ quy y tăng không lọ bằng sanh. Này các quỷ ớt hãy nghi tôi khởi một niệm, quy y Phật không lọ địa ngục, quy y pháp không lọ bằng sanh, quy y tăng không lọ ngạ quỷ. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Ây da, anh Lương giờ anh còn ở đây kìa, sao không đi đi? Nó ngất cái đầu lên, nó nghe cái gì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đi hết đi. Nam mô A Di. Không đi. Ừ, em nói hết nó còn lường nó ngất rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đi đi đi. Rồi. Chúc những chú ớt và những chú lương, chú lương đi mạnh khỏe nha, không để người ta bắt lại nha. Video của mình hôm nay cũng tới đây là cũng hết rồi. Chào tạm biệt các bạn.